Tiếp nối câu chuyện về bóng chuyền Việt Nam mà các bản tin trước của Thể thao VTC đã đề cập. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dậm chân tại chỗ về chất lượng chuyên môn, giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2017 còn chứng kiến sự xuất hiện một cách áp đảo của rất nhiều cựu binh từ Kim Huệ, Phạm Yến, Ngọc Hoa cho đến Bùi Huệ, Lê Thị Mười. Bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang phải sống nhờ vào những gương mặt tuổi băm đã qua thời đỉnh cao phong độ nhiều năm. Sau chiếc vô địch lịch sử cùng Ngân hàng Công Thương Việt Nam mùa 2016, phu công 35 tuổi Phạm Kim Huệ đã tuyên bố chia tay thần đấu. Tuy nhiên đến mùa giải 2017, Kim Huệ vẫn phải ở lại để tiếp tục đóng vai trò trụ cột ở đội bóng. Bên cạnh hai vạn gia khác là chủ công Nguyễn Thị Xuân và chuyền hai Hà Thị Hoa. Trong đó ở tuổi 37, bà mẹ hai con Hà Thị Hoa chính là nữ cầu thủ cao tuổi nhất giải. Bộ ba tuổi băm này còn đóng vai trò làm bộ khung trong đội hình, lối chơi của toàn đội. Đội Thái Bình của chủ công Bùi Huệ có lực lượng thiếu và yếu tới mức chị phải chia tay rồi tái xuất tới hai lần. Ngoài Huệ, câu lạc bộ đất lúa còn phải cầu viện cả một cựu tuyển thủ quốc gia 34 tuổi là Lê Thị Mười. Cặp chủ công Huệ Mười dù chỉ còn thể hiện được phân nửa so với thời đỉnh cao của mình vẫn giúp cho đội nhà đứng thứ hai vòng bảng. Thực sự cái sự trở lại lần này đối với em rất là vất vả. Phụ nữ sau khi sinh mà khi quay trở lại thì tập luyện nó tất cả có mọi cơ và nó đã không còn săn chắc như ngày xưa, nên là cái sức bật và cái khả năng linh hoạt nó cũng chậm hơn rất là nhiều. Nên là để vượt qua cái khó khăn đấy thì thực sự ra là phải nỗ lực hết 100%. Cựu chủ công hàng đầu Phạm Yến đã 3 mùa được đôn lên làm trợ lý huấn luyện viên mà vẫn phải thường xuyên vào sân cày ải do chưa có đàn em thay thế. Hai người có thể thay thế lại dính chấn thương. Riêng vào một giải vừa qua, Yến phải tham dự tất cả các trận trong sự quyết tâm nỗ lực cao độ mà vẫn không ngăn được đà sa sút của đội thông tin Liên Việt Sportbank. Tương tự như Yến là trường hợp của ngôi sao 30 tuổi Ngọc Hoa. Ngọc Hoa từng muốn giã từ thảm đấu từ vài năm nay nhưng không bứt ra nổi khi Bình Điền Long An phụ thuộc đến mức lệ thuộc vào cô. Sự xuất hiện và vai trò của hàng loạt cựu binh đã chứng tỏ đây là một giải đấu của những lão bà, cũng như phơi bày thực trạng đào tạo trẻ yếu kém của bóng chuyền Việt Nam. Môn này đang quá thiếu các cầu thủ chất lượng, chứ chưa nói tài năng. Điều đáng nói, các nhà quản lý huấn luyện dường như lại cho đó là điều bình thường. Đối với đội Ngân hàng Công Thương thì mình nghĩ rằng là có 3 vận động viên này như giải đấu này thì ở vòng loại là gần như là các không phủ nhận là cái công sức của ba chị lớn. Nhưng ở cái giải Cúp Hùng Vương này thì cũng như một lời tri ân đối với các chị lớn thôi. Chứ còn các em trẻ về cơ hội là cũng đã đủ sức để thi đấu trong sân rồi. Cái việc mà đào tạo vận động viên chuyền là cả một cái quá trình. Một vận động viên bóng chuyền không phải đơn giản là chỉ một vài năm mà chúng ta có thể đào tạo được một cái vận động viên bóng chuyền. Chính vậy chúng ta thấy là có rất nhiều các vận động viên là rất nhiều năm nay vẫn thi đấu mà thậm chí là vẫn còn có hiệu quả so với những các vận động viên trẻ. Đấy cũng là cái đặc thù của bóng chuyền. Và cái thứ hai nữa cũng là một cái vấn đề trong công tác đào tạo trẻ ở các cái địa phương cũng có rất nhiều cái vấn đề hạn chế. Rõ ràng dưới góc độ chuyên môn, đáng báo động đỏ khi một cựu binh như Bùi Huệ vẫn phải tái xuất tới hai lần. Và đáng buồn hơn, ba mẹ hai con 32 tuổi đã qua thời đỉnh cao, vẫn góp phần làm thay đổi cục diện của cả một giải đấu.